Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Cây Thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm của Cường Cây Thân trên kênh YouTube này và vẫn vào 20 giờ tối hàng ngày. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với một ít thắt lưng này, một ít ba lô và một ít gọi là túi bao tử nhá. Và mỗi một con sẽ là một giá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến ngay với mã sẽ là Q. Từ Q1 chắc là đến Q30 thôi. Hôm nay có khá là nhiều các sản phẩm hay ho. Và hy vọng rằng là anh em sẽ ở lại đây từ giờ đến cuối clip. Clip này thực ra cũng sẽ ngắn thôi. Ngày mai thì chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm áo phông cổ bẻ. Và ngày kia sẽ là lên với áo gió nhá. Và ngay bây giờ để không mất thời gian, hãy cùng Cường Cây Thân, Cường Hàng Thùng khám phá mã Q ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ có 8 cái thắt lưng ấy. Nhà em chỉ còn 8 cái thôi, đúng không? Em sẽ để 500.000 cho một mã nhá. Cái này là mã thanh lý rồi. Bây giờ là bọn em kiểu bán cho nó hết ấy, để nhập hàng mùa đông. Fenegamo với mã Q1. Fenegamo là một thương hiệu đến từ Italia. Và chúng ta sẽ có một con Fenegamo với khóa là khóa tự động. Da là da bò nhá. Chúng ta sẽ có phần da được in dập chìm ở phía bên trong này. Độ dài dây sẽ là 123. Và con này của chúng ta sẽ có phần khóa là khóa tự động. Và chúng ta sẽ có bảo hành da trong vòng 1 năm. Tức là bảo hành cái dây da này trong vòng 1 năm nhé. Đấy cho tất cả mọi người. Q1, bản dây là bản 3.5 ạ. Tiếp đi. Q2 chúng ta sẽ đến với bản dây 105cm. Đấy là độ dài. Chúng ta sẽ đến với một con với mặt của Gucci này. Đẹp chưa? Và dây da vẫn là phần da bò nhé. Nhưng mà da con này khá là mềm anh em nhé. Da con này khá là mềm. Thì thực ra là nếu mà anh em sử dụng một thời gian ấy thì nó sẽ chỉ xước được ở cái phần kiểu gọi là xung quanh viền này thôi. Chứ còn cả cái dây thì nó sẽ không làm sao cả. 500.000 cho một mã nha anh em nhé. Q2 105 và 3.5. Q3 chúng ta sẽ đến với da miếng của Tommy Hilfiger. Anh em nhớ này, con này là đục lỗ nhá, dây đục lỗ. Mấy cái bản này bọn em sẽ để giá thanh lý là 500.000 cho một mã và bọn em sẽ chỉ có 8 mã thôi nhá, hết sạch rồi. Thân lưng bán được cũng khá nhiều và đến bây giờ là hết sạch sản phẩm rồi. Đây, Tommy. Mã này là 120cm, bản dây là 4. Đây, con này bán ở trong kiện Luxury với giá 1.3, 1.4 đấy ạ. 500.000 luôn. LV với size dây là 104. Mã là M6898. Chúng ta sẽ có thêm một cái phần cốt nhỏ ở phía này. Dây da này là dây da kiểu gọi là da da giống kiểu da tay ga anh em ạ. Da khá là kiểu xịn nhá. Bản dây 4 và độ dài dây sẽ là 104. Thực ra là những cái dây này anh em về tự đục lỗ cũng được nhá. Đây, con này hôm trước về hai con này. Và bán được một con rồi. Con này phần da trong của nó là bằng nhung nhá. Đấy. Đây là một trong số những cái mà ở trên tất cả những con LV, kể cả là túi sách nhà em hay bán ấy, là phía bên trong nó đều như thế này hết. Con này thì độ mới nó khoảng đâu đó khoảng 85% anh em ạ. Da cực kỳ đẹp luôn. Q5 với phần dài dây là 100, hơi 100, từ từ để em xem nào. Phần dài dây con này. Tí nữa chúng ta sẽ có một ít dây, cái túi gọi là túi bao tử và một ít ba lô nữa. 101 ạ. 500.000 một mã nha, nhanh tay giúp em. Versace với mã là Q6, chúng ta sẽ đến với độ dài dây là 121. Và chỉ đợt này là đợt thanh lý cuối cùng nhá. Em bây giờ em kiểu em thanh lý là em thanh lý theo kiểu chuỗi luôn, 8 8 à. Đây, đẹp chưa? Da đẹp chưa? Da bò hạt đấy. Dã man. Q7 114cm, bản dây là 3.5. Bảo hành da trong 1 năm nhá. Tiếp tục sẽ là Versace với mã là mã Q8 110cm. Nguyên tác của Versace. Bản dây 3.5. Hết rồi đúng không? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với một số các cái ba lô và túi rút này. Đưa mã đây anh dán luôn. À, con này lau không kia. Cái phần cái túi này là một cái ba lô này là cái ba lô kiểu dạng gọi là ba lô thông minh anh em ạ.
Ba lô này là ba lô để dành cho tất cả những ai mà kiểu đựng laptop các thứ ấy, ba lô đi làm. Con này thì em để cũng ở trong túi bóng ở dưới kho tầng 3 cũng khá là lâu rồi. Nói chung nó là một con cực kỳ xịn nhá. Anh em nhìn này, chất ở phía bên trong à. Ngang 36 dài 45 nhá. Con này bọn em sẽ lau lại trước khi mà gửi cho khách nhá. Đây là một cái ba lô của Xiaomi. Mi Mi đấy anh em. Một cái ba lô với mã code kia các thứ đàng hoàng, đầy đủ của Xiaomi như thế này. Để em kiếm cái gì để em nhét vào trong nhìn form cho nó dễ. Đây là một con ba lô chống nước của Xiaomi với độ mới với ngang là 36 và dài là 45 ạ. Độ mới là trên 98% nhá. Con này ngày xưa là nó ở trong cái túi bóng ấy, là nó còn nguyên thôi. Nhưng mà chẳng qua là để bày ấy. Nên là bây giờ là kiểu này. Ngon nhỉ. Con ba lô này nếu mà mua ngoài chắc phải tầm khoảng, em nghĩ là rơi vào đâu đó khoảng củ 5 là ít nhất, là rẻ nhất. Mã này về anh em chỉ cần lau qua để rất là đẹp luôn. Thậm chí không cần lau. Nó chỉ dính bụi bặm tí thôi do bầy. Mã này là mã Q9 ạ. Bây giờ giá thanh lý đi, thanh lý đi để cho bán cho dễ. 500.000 cho mã Q9. Đựng laptop, đựng các thứ cực kỳ ngon nhé. Ngang 36 dài 45. Tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ đến với Q10. Một con ba lô, tất cả đây đều là bao trách chính hãng nhá. Q10 chúng ta sẽ đến với một con ba lô vải dù của Adidas này. Đây này, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả những cái cần check là em đã check kỹ hết rồi. Cho tất cả những sản phẩm này em mới dám lên. Đây, 500.000 luôn. Tem mã cục kiếc đầy đủ nhá. Và độ mới chắc chắn là trên 95%. Để em cho mọi người xem tem với bên trong. Logo này, logo in ở trên từng cái gọi là cái khóa này. Cái giá này là quá hợp lý rồi, quá là dễ để cho anh em chơi rồi. Đây anh em, tem Adidas Nhật Bản này. Đó, đầy đủ hết nhá. Con này là ngang 32 dài 45 ạ. Tiếp tục em sẽ lên cho anh em một cái mã tiếp theo. Con này cũng 5 lít luôn. Con này bán, chả nhẽ bán đồng giá 5 lít. Q11. Đẹp chưa? Đẹp chưa anh em? Con này em chỉ báo check da đấy nhá. Không báo check hạng, chỉ báo check da thôi. Da này là da xịn này. Ngang 33 dài 40. Và chúng ta sẽ có một cái con với khóa đồng. Chất lượng da cực kỳ ngon, bảo hành da trong 1 năm. 5 lít luôn nhá. Nhanh đây giúp em, bởi vì những cái con này bọn em bán dưới cả giá nhập rồi đấy. Bây giờ em đang phải dọn kho anh em, nên là tất cả những sản phẩm này em cho đi hết. Đẹp dã man luôn, con này cũng rất nhiều người hỏi. Tiếp tục này, anh em đợi tí để em nhét cái phần giữ form vào trong. Đây là một con túi du lịch xách tay nhá, nó không có kiểu gọi là nó không có dây đâu. Nó không có kiểu dây để cho chúng ta kiểu đeo ở trên đấy đâu. Con này chỉ là xách thôi. Toàn bộ phần viền da và tay của con này là da thật nhá. Đây là một con của thương hiệu Eldorado, hàng của Italia. Và chúng ta sẽ đến một con túi sách với độ dài, với ngang là 30, dài 55. Và độ sâu chắc cũng tầm khoảng 30 đấy. Một con túi cực kỳ đẹp với phần vải dù chống nước cộng với cả da thật. Mã này của chúng ta sẽ là Q12 và chúng ta sẽ đến ngay với một em Q12 với giá 5 lít luôn. Em thanh lý là em thanh lý đúng chuẩn thanh lý luôn anh ạ. Đây, con này cực xịn này. Con này giá mua mới của nó là 2.310.000. Chúng ta sẽ đến ngay với một con ba lô dạng vải dù như thế này. Con này là ngang 36 dài 50 và em cũng sẽ để 5 lít luôn. Đây là một con ba lô cực kỳ dày nhá. Anh em mà đây, một con ba lô công nghệ có cả phần giữ gọi là laptop và thứ ở phía bên trong. Ngon dã man luôn. Đây nó còn có cả dây USB này. Con này tag ở phía bên trong của nó đây nhá. Đây là một con tag bằng da thật ở trong này. Đây, cái riêng cái tag của nó cũng đã quá ngon rồi. Con này của thương hiệu NIC, made in con này là made in China, nid.com là website của nó nhá. Đây là một con ba lô công nghệ và có thể đựng được laptop rồi iPad các thứ. Nó sẽ có một lớp dù chống nước ở bên trong. Đây là ba lô mà anh em nào mà kiểu yêu thích công nghệ hoặc là máy ảnh ấy thì chọn ba lô này giúp em. Đây,
5 lít cho một con ba lô nó đẹp kinh khủng như thế này á. Con này nhanh tay giúp em nhá, sau đợt này là bọn em không thanh lý nữa đâu. Đó. Mã này bao nhiêu ấy? À, Q13. Q14 ạ. Q14 chúng ta sẽ đến với một con Adidas túi trống. Hôm trước là lên, à hôm trước hai con bán một con rồi đúng không? Hôm trước bán bao nhiêu ấy? 600 đúng không? Đây, nguyên tác giá này. Nguyên các thứ, con này mà đi tập gym thì cực kỳ đẹp luôn. Con này là kiểu gọi là, anh em biết là con này là như nào? Đây, nó đeo như này. Con này thực ra là ngày xưa là em mua về để em review. Mới 100% đấy. 400 nghìn, đó, 14. Nhanh giúp em nhá, con này review. Bao check, chính hãng fake nhân 10 nhá. Riêng con ba lô Adidas mà em mua mới về em review này, em mua của hãng. Tiếp ạ. Giờ lên con nào bây giờ nhỉ? À lên con này đi. Úi dồi. Nhưng mà con này bấm lau của gì ấy? 15 ạ, chúng ta sẽ đến với một cái ba lô, à một cái túi của Under Armour. Con này cũng mới 98% đấy, nó chỉ bị dính một tí bụi thôi. Khóa khít các thứ nhá, bao check ạ. Này, đẹp không? Con này ngang 35, à ngang 33, dài 60. À, chống nước luôn nhá. Đây, mới lắm. Con này mà anh em nhận bên ngoài là cực kỳ mới luôn. Mã này em cũng 5 lít luôn. Mấy cái con này nó hơi nặng nha, em không muốn cầm ấy. 16 đưa đây. 16 em sẽ lên cho mọi người một cái túi mà em hay đeo này. Em không thích đeo cái túi này nữa. Gucci. Da cực kỳ xịn nha. Con này em không bao check gãi nha, em chỉ bao check là da xịn. Và độ hoàn thiện của cái con tab này là cực kỳ ngon nhá. Những cái thương hiệu kiểu to như Gucci, LV các thứ ấy mà em bao check hãng là em sẽ phải bán, ví dụ như của con này đi, là em sẽ phải bán cho anh em với giá khoảng 5 triệu. Bởi vì em sẽ phải mất công mang lên hãng để em check, không có giấy tờ các thứ nữa. Đây, nó sẽ nhảy 5 lít luôn. Nhưng mà em bao cho mọi người là dùng cái da này ấy, dùng cái tag này trong vòng 1 năm, nếu mà có vấn đề gì liên quan đến da em hoàn tiền luôn nhá. 16. 5 lít luôn. 17 đi ạ. Lên cái gì bây giờ? 17 em sẽ đến với một cái cặp cán bộ. Toàn bộ là da bò. Con này của Samsai, có cả khóa, à khóa của nó là khóa đồng và nó có cả 5 lít luôn nhá. À, có cả gọi là mã số này. Mọi người có thể đựng một cái laptop các thứ ở trong này. Da này em bảo anh cho mọi người nó trong vòng 5 năm được. Hàng chính hãng đấy, Samsai nhìn đẹp chưa? Con này cầm bên ngoài chắc phải nặng cân rưỡi anh em. 17, 5 lít. Bây giờ bán con này 5 lít nó mới gọi là dã man này. À, từ từ nhá, để em xem lên cái gì. 18 ạ. Chúng ta sẽ đến với cái ba lô hôm trước mà em bán. Con này sơ giá rồi đúng không? 2,3 triệu này. Toàn bộ là vải dù và phần đế da thật. Xung quanh viền da thật các kiểu. Chỗ cần làm bằng da thì là da thật hết. Và là da bò hạt hết. Khóa là khóa kim loại. Ngang 32, dài 50. Mã này của chúng ta là hôm trước là sơ giá là 2,3 triệu đúng không? Mã 18 ạ. 5 lít luôn. 19. Hôm nay em bán là em bán chơi mọi người chương trình lớn nhé. Mọi người lưu ý kỹ giúp em. 19. Bây giờ em lên con này 5 lít là mọi tất cả đều khóc the hết. Con này của chúng ta là thương hiệu Cellini. Đây là một cái, nó có bánh xe này. Một cái túi du lịch ngắn ngày. Bao gồm rất là nhiều ngăn của Cellini, hàng của Italia. Và da của con này là da bê. Đây, nó sẽ có cả cái khóa kéo lên để cho chúng ta có thể đi du lịch được. Bây giờ em bán là 5 lít nhá. Nhanh tay giúp em. Con này phải chuyển khoản trước thì đơn mới đi nhá. Chứ còn cái tab này cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn luôn. Đợt trước em bán con này 2,5 triệu ấy. 19, 5 lít. Ủa nhưng mà con này 5 lít rẻ quá. Con này nặng gần 3 cân ấy. 20. Lên cái gì bây giờ? Nhà em nhiều đồ lắm anh em đợi em tí. Đây, 30 chúng ta sẽ đến với một con ngang 28, dài 46. Con này về anh em đánh lại da giúp em nhé. Riêng mã 20 này, con này là làm bằng da cừu này. Toàn bộ túi được làm bằng da cừu. Da xịn ấy. Này. Con này của thương hiệu Shiza, làm bằng da cừu nhé. Lót nhung phía bên trong. Và phía bên ngoài của con này là khóa IKK. Và chúng ta sẽ có gì?
khóa IKK và da là dòng làm một da kiều nhá. Cái khóa này, cái da này thì thôi 5-6 năm nữa chắc em nghĩ là cũng kiểu không vấn đề gì đâu. Da này cực kỳ mềm luôn, ngang 28 dài 46 á, 5 lít luôn. Em nói thật với anh em, 5 lít mà kiếm được một cái túi như này thì chắc là chỉ chờ nhà em kiểu đến lúc mà hôm nào đấy mà em điên thì em mới bán giá này. Sao xé ra nhiều này, 21 đây, 2,5 triệu đây, da bò ngang 28 dài 40. Anh em nên hiểu là tất cả những sản phẩm như thế này, nhìn như thế này ấy, là đã biết giá trị của nó rồi. Đây, da bò toàn bộ nhá, ngang 28 dài 40, 500.000, chuyển khoản trước thì đơn đi nhá. Mấy con này mua mới mà dưới được 2 triệu thì báo em gọi là em mua lại nhá. Nếu mà mua mới được dưới 2 triệu, thậm chí còn không có hàng luôn. Một con ba lô dù của thương hiệu Trăm. Ba lô dù, con này cũng dày dặn, nói chung là ba lô chính hãng thì nó cực kỳ ngon luôn. Con này 3 lít nhá, độ mới không cao lắm. Nhưng mà riêng mà đeo mấy cái mã kiểu như này ấy, còn mút chỉ anh em. Ba lô chính hãng từ cái khóa kia các thứ này, dù kia các thứ, ngang 36 dài 42 nhá. Con này của thương hiệu Trăm và đây, từ cái khóa kia các thứ của nó in logo này. Con này thì sẽ phải sử dụng cái máy cắt lông xù để ấy lại. Con này 300 thôi, mã 22, tí xử lý giúp anh con này nhá. 23, đúng không? Cẩn thận nhầm ấy nhá. Em sẽ lên cho mọi người cái con Adidas này. Đây là một con Adidas mini bằng vải dù, hàng của Nhật Bản. Đấy, con này đợt trước em ở trong kiện ba lô Nhật Bản này. Con này xinh cực luôn. Con này mà để trẻ con đeo hoặc là để anh em đeo thì, hoặc là chị em đeo ấy. Thực ra anh em đeo mà anh em nhìn cơ bắp như em đeo và con này hơi cute anh ạ. Đây nhá. Con này thì nhỏ, 3 lít. Bao check chính hãng nhá, ngang 27 dài 35. Em nhấn mạnh đấy, con nào em bao check chính hãng thì con đấy em sẽ bao, còn có những cái con mà em sẽ không bao check chính hãng, em chỉ bao check giá xịn thôi. Đấy là em nói thẳng luôn. Tiếp. 24 đến với con gì đây? Đây, đến với con này đi. Ngang 32 dài 47, con này của thương hiệu Creative X. À, con này của ui. Con này bị ấy rồi, con này bị lỗi ấy rồi, bỏ. Để hôm nào anh tặng. Con nào có vấn đề cái là bỏ luôn. Đây anh em. Sao bọn mày để cái gì trong này nặng ấy? Ngang 38 dài 70, một con ba lô du lịch cho cả gia đình của The North Face. Ui ôi. Ui ơi. Em thề với anh em cho em bỏ con này xuống nhá. Con này nó phải đựng được cho cả một gia đình dòng tộc luôn. Tem tác các thứ đầy đủ nhá, ở trong nhá. Ngang 38 dài 70. Ui, nặng thế. 5 lít. 25 ạ. 25 chúng ta sẽ đến ngay với một con ba lô da cừu tiếp. Đây. Bọn này là bọn hàng bầy kho ấy, thế nên là nhiều khi là về phải lau lại anh ạ. Nhưng mà da nó xịn lắm. Toàn bộ ba lô là da nhá. 5 lít luôn. Nhanh tay giúp em nhá. Tí nữa bảo Dũng lên lau lại bên ngoài cho anh nhá. Gửi đi cho khách thì 26. Chúng ta sẽ đến ngay một con Adidas. Con này là một con túi đeo chéo của Adidas. Đây anh em có thể đeo như này này. Đó, con này cũng ở trong cái bộ sưu tập Adidas cùng với cả hàng ba lô của em. À, mua những sản phẩm, mua về review, mua từ mới, mua của hãng. 3 lít. Hôm nay em bán, em vừa bán vừa tặng này. 27, chúng ta sẽ đến với một con ngang 33 dài 42, một con ba lô của CK, vải dù nhá. Bọn CK này nó làm hàng nó rất là thời trang ấy, chính vì thế nên là kể cả ba lô nó cũng rất là điệu anh em. Đây. Bây giờ em sẽ chỉ giữ lại mấy con của LV, eo vùng các thứ để em kiểu gọi là bày cửa hàng thôi, chứ còn mấy con ba lô kiểu ngày xưa nó là siêu phẩm của nhà em thì bây giờ nó được liệt vào hàng bình dân rồi. 5 lít luôn, hàng của CK chính hãng ấy. Chúng ta còn vài mã nữa đấy nhá. À, MLB. Màu dàn gì, đẹp không? Vải dù nhá. Sờ cực kỳ mềm và mịn luôn. Ngang 33 dài 47.
Mã này là mã 28 và mã này sẽ là 3 lít. Hàng chính hãng của MLB nhé. Con này thì nó bị xước một tí ở phần quai rồi. Nhưng mà đeo này á, nếu mà đeo chỉ đeo bình thường á, phải 3 năm nữa dùng vẫn ok. Ba lô đẹp không? Con này đợt trước lúc mà mới về ấy, đây. Lúc mà mới về là em bán con này với giá là 900.000 ấy. Em nhớ không nhầm, để lâu rồi. Tiếc. 29 chúng ta sẽ đến ngay với một con ba lô của Arena. Mã này nhá. Em để cho mọi người 2 lít thôi. Không được mới lắm. Nhưng mà dùng ấy thì lại siêu bền nhá, bởi vì con này anh em biết tại sao em lại để 2 lít. Con này em từng đeo đi đá bóng rồi. Em đeo đi đá bóng được khoảng 6 tháng và tất cả đều còn rất ngon. Tem tác các thứ đầy đủ. Tuy nhiên là em không thích đeo nữa. Và bởi vì là bây giờ em phải đựng cả camera để quay lại những trận đấu ấy, thế nên là cái ba lô này nó không còn vừa nữa. Em thanh lý cho mọi người. Đấy, ai mà thích độ bền không? Này mọi người nhìn khóa xịn không? Anh vừa bảo 2 lít hay 3 lít? 3 lít nha anh em. 3 lít, 2 lít thì nó quá đáng quá. Mà tiếp ạ. Một con ba lô của Adidas. Con này 5 lít nhá. Bởi vì con này mới đến 100%, 99%. Ngang 30, dài 42. Con này là mã 30. Chúng ta sẽ đến một con Adidas. Tiếp tục trong series của cái kênh Cường Cái Thân Official thì đây là những sản phẩm mang về để review. Chính vì thế là em thanh lý giá nó sẽ rẻ hơn giá em mua vào rất nhiều, mặc dù em đã săn sale các thứ đủ các kiểu mới được giá như thế rồi. Nhưng mà em sẽ bán giá rẻ hơn cả cái giá mà em săn được. 5 lít. Tiếp. 31 và 32 sẽ hai mã cuối nhá. Hôm nay chúng ta sẽ lên ít hàng thôi. Da, toàn bộ da này. Con này mã 31. Đẹp không? Toàn bộ là da hết nhá, từ ngoài vào trong. Ngang 33, dài 44. Con này bán bao tiền được? Con này đẹp lắm anh em. Da đẹp. 5 lít luôn. Đẹp, rẻ. Và con cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một con rất hay. Đây là con Kappa. Đẹp dã man rồi này. Vải dù. Đây xem nào, ai nhắn tin này. Ngang 39, dài 39 luôn. Một con ba, à một con túi hình vuông với mã 32. Đây. Tem tác ở Kappa các thứ đây. Đây, bây giờ bán bao nhiêu anh em cho nó vừa, cho nó đây. Đây nhá, không anh em lại bảo là nó không có tem tác, tất cả đều có hết nhá. Tất cả đều hàng xịn hết đấy. Đẹp nhờ. Con này là dạng kiểu em cũng không biết là nó đeo kiểu gì. Đeo này à? Đúng không? Đeo này đúng không? Hay đeo như nào anh em? Đây này, nó đeo như này. Đấy, nó đeo như này này anh em. Em cũng không biết. À đây, đây đúng rồi. Đấy, nó là đeo như này. Con này đeo dị cực luôn. Đây này. Con này cũng mới, 98%. Em cũng không biết là con này sinh ra để làm cái gì nữa. À, đợt trước em mở ra trong kiện Nhật Bản. Này, khóa các thứ của nó là khóa kim loại, khóa sắt. Đẹp, kinh khủng. 4 lít. Ok, và mã 32 sẽ là mã ba lô kết thúc của clip ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với sản phẩm áo phông của bẻ nhá. Và xin chào tất cả mọi người. Em là Cường Kê Thân. Bye bye.